kích ứng chỉ. Đấy. Biểu hiện sau khi mà chúng ta khâu và giấu cái cherry mắt vào bên trong thì ok rồi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm trở đi bắt đầu bị thấy rằng cái chỗ chúng ta khâu nó sưng đỏ, được chưa? Sưng đỏ và cái màng mắt có thể nó sẽ màu trắng hơn, nó đục hơn, trắng hơn. Ok, cứ bình tĩnh, chuyện nhỏ, được chưa? Chuyện nhỏ. Ta biết ngay rằng bị kích ứng chỉ rồi. Đấy. Đỏ mắt này, rồi nó trắng, trắng chỗ cái màng mắt, cái giác mạc. Đấy. Trắng sữa, đục cái giác mạc ấy. Đấy. Cứ bình tĩnh, chuyện này chuyện rất nhỏ và khá thường xuyên xảy ra nếu mà chúng ta không biết cách để chúng ta phòng ngừa. Đấy. Thì cái chỉ ấy, thì mình khuyên các bác sĩ, khuyên chân thành và chân tình. Đấy, chân thành và chân tình. Các bác sĩ hãy dùng chỉ tiêu chậm. Tiêu chậm. Đấy. Chỉ tiêu chậm. Và cái cỡ chỉ nó mới quan trọng. Chứ còn phương pháp thì ông nào ông cũng có thể thực hiện được. Đấy chưa? Đấy. Thì đôi khi được cà phê thứ 6 hàng tuần thì chỉ có mỗi ngày đầu dòng thôi, chứ cần gì nhiều. Đấy chưa? Đấy. Dùng chỉ tiêu chậm và cỡ chỉ 6.0. Chỉ tiêu chậm và cỡ chỉ 6.0. Được chưa? Chứ còn nếu có bác sĩ mà dùng tới sợi chỉ 4.0 này, 3.0 này, 2.0 này, hoặc là 5.0. Những cái sợi này nè, 5.0 có thể sử dụng được. Có thể sử dụng được. Bác sĩ nào mà tinh tế hơn, hãy dùng sợi chỉ 6.0 nha. Khuyên chân thành thế. Gạch đầu dòng thứ hai. Đấy, gạch đầu dòng thứ nhất thì về cỡ chỉ rồi. Gạch đầu dòng thứ hai để phòng cái trường hợp kích ứng chỉ, đỏ mắt và cái biến chứng sau khi mổ ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng kháng viêm. Đấy, dùng kháng viêm. Thế cụ thể của dùng kháng viêm thì ông dùng kháng viêm gì? Đấy. Và cụ của cụ thể thì dùng bao nhiêu ngày? Được chưa? Dùng bao nhiêu ngày nó mới quan trọng. Đấy, những cái đấy nó mới quan trọng. Chứ còn không phải rằng cứ à uôm rồi cứ chung chung, đại khái, nói chung là áng chừng thì khoảng mấy ngày. Những cái đấy nó không phải đại khái, nó rất đại khái, nó không có chi tiết. Thì chúng ta sẽ đi sang phần kháng viêm. Đấy. Kháng viêm thì chúng ta sẽ sau khi mà khâu xong ấy, thì các bác sĩ sẽ dùng cho mình tầm khoảng 7 đến 10 ngày. Tầm 10 ngày nha. Kháng viêm khoảng 10 ngày. Sau đó dĩ nhiên chúng ta dùng kháng viêm gì đấy, thì mình sẽ bật mí ngay bây giờ. Bật mí ngay bây giờ. Đây, chúng ta sẽ dùng có những cái thuốc sau. Có thể dùng dexamethasone. Cái kháng viêm này thì ai chả dùng, bác sĩ thú y nào cũng biết. Nhưng mà không phải ai cũng biết dùng. Desa hoặc prednisolone. Và có thể cộng với cyclosporine. Rồi, nếu mà những trường hợp mà nó sưng nghiêm trọng quá, được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng cái desa. À, những ngày sau đấy sẽ chuyển sang dùng prednisone. Đấy, dùng pred. Thì cái pred này chúng ta sẽ dùng ở mức tầm khoảng 2 mg trên cân. Được chưa? Và sau đấy cứ tầm khoảng vài ba ngày chúng ta sẽ giảm xuống khoảng 0,5, tức là đầu tiên dùng mức 2 này, sau đấy dùng mức 1,5. Mấy ngày sau nữa thì dùng mức 1. Mấy ngày sau nữa dùng mức 0,8. Mấy ngày sau nữa dùng mức 0,5. Đấy. Hoặc có một cách khác, được chưa? Đầu tiên dùng 2 mg, sau đấy ngày hôm sau thì dùng ít hơn một chút, và những ngày sau thì dùng ở mức 0,5. Dùng ở mức ít thôi, nhỏ thôi, được chưa? Đó là với những cái trường hợp mà nó viêm sưng và nó nghiêm trọng quá. Được chưa? Chứ còn bình thường ấy, bắt đầu sang những cái trường hợp bình thường này, những cái trường hợp mà 99% này, đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái cách như sau.
nhá. Nặng thì chúng ta sẽ dùng cái này để uống, để tiêm. Còn nếu mà nhẹ thôi, 99% các trường hợp thì các bác sĩ hãy bôi hoặc nhỏ đề xa. Đó, bôi hoặc nhỏ đề xa. Bôi hoặc nhỏ cái prednisolone. Đấy, nó có thuốc nhỏ đề xa, như đề xa 0,1% đúng không? Đó, có. Được chưa? Và nếu mà nặng thì dùng thêm cái cyclosporine này nữa. Nếu mà nặng. Và thêm một tí bật mí nữa là những cái trường hợp mà nó bị cherry mắt, xong rồi cộng thêm cả cái bị thủng giãn mạc ấy, cái màng mắt nó mà hơi bị thủng, bị viêm ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể sẽ dùng thêm cái thằng này vào. Đấy.